con gái Minh Nhựa chăm diện bikini khoe bụng bầu lần 3. Người đẹp do sơ phạm, con gái đại gia Minh Nhựa khoe dáng khi bầu lần 3 với đủ kiểu bikini. Trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển cùng gia đình, do sơ phạm tích cực diện các kiểu bikini để khoe bụng bầu vượt mặt. Mang thai lần 3 ở tuổi 25, con gái Minh Nhựa được khen ngày càng nhuận sắc. Mẹ bầu khoe da trắng và bụng tròn vo với bikini dáng quay phối cùng áo choàng hờ hững. Do sơ phạm cho biết hiện tại cô đã tăng khoảng 9kg. Với thiết kế siêu nhỏ dây mảnh, người đẹp tôn vòng một đầy đặn. Sau khi sinh bé thứ hai, do sơ phạm tiết lộ đã nâng cấp ngực để tự tin hơn với vóc dáng. Khi nhận được câu hỏi của một khán giả về việc không ngại khoe ngực lúc mang bầu, con gái Minh Nhựa cho biết cô yêu cơ thể và cũng được ông xã ủng hộ mặc mọi thứ mình muốn. Mẹ bầu phối bikini cùng áo lưới siêu mỏng theo phong cách Y2K trẻ trung. Vốn có hình thể nhỏ nhắn, do sơ phạm khi tăng cân chỉ tập trung vào vùng bụng nên tay, chân vẫn thon nhỏ. Trước khi đến thời điểm dự sinh, người đẹp tranh thủ diện trang phục sexy khoe dáng khi nghỉ ngơi cùng cả gia đình. Do sơ phạm đầu tư nhiều kiểu trang phục gợi cảm khoe bụng khi đi biển. Diện trang phục nhiều khoảng hở, mẹ bầu được khen giữ được làn da mịn màng, không bị rạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.